với tao chưa? Ra đi. Gót Hấp xin chào các bạn. Hôm nay thì tụi mình sẽ triệu hồi Malo. Rồi ok, bây giờ nhóm của tụi mình sẽ chuẩn bị đồ cúng để mà chơi ma lon ha. Rồi vẫn như thường lệ là Linh xuống làm coi Linh ơi. Ok. Làm có nhang, mấy cây nhang mày? Ờ, 3 cây hả? Cũng lấy nhiều lấy. Nhang thì mình sẽ để giới hạn cái chỗ mà mình sẽ chạy. Tại nếu mà mình không cắm mấy cái cọng nhang ở xung quanh cái khu vực của tụi mình chơi á thì nó sẽ rượt tới bến luôn á. Làm mỗi ngã ba là 1-2 cây, rồi ba cá là 6 cây đúng không? Ừ. Ok. 6 cây với 3 cây nó là 9 cây. Ok. Để nhang ra một bên trước đi. Lấy mấy cái kia. Ly. Bánh. Tụi mình có chuẩn bị bánh và một ít kẹo. Khi mà chơi ma lon này nè, các bạn nhớ lưu ý là những cái linh hồn trẻ em á thì sẽ an toàn hơn là những cái linh hồn khác, ví dụ giống như là quỷ đi chẳng hạn. Thì tụi mình nhận biết được đó là cái linh hồn trẻ em hay là quỷ dữ hay là một cái gì đó bằng cách là thứ nhất tụi mình có chuẩn bị sữa, sẽ bỏ trong một cái ly đó, đây sữa đây, và thuốc, thuốc lá. Nếu mà là linh hồn trẻ em thì sữa sẽ có hiện tượng ví dụ giống như là uống ở trong cái ly này, hoặc là nếu mà là người lớn hoặc là linh hồn người lớn á, hoặc là quỷ hay là cái gì đó thì cái điếu thuốc nó sẽ cháy. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đốt đèn cầy trước đi, rồi cắm đó. Khoan, đốt cái đèn cầy lên nha, chỉ để cho nó cố định thôi. Rồi đầu tiên thì tụi mình sẽ phải giới hạn cái chỗ chơi. Tân ơi, Tân với Di vô giúp Linh đây để tao đốt cho đốt đi cắm. Rồi, đốt cái tay cắm. Mình sẽ đốt ở vòng vòng cái khu vực ở phía trên kia nha. Đó, ở phía hai đầu hai bên đó. Rồi ở phía ngoài đây, ngay chỗ phía bên đây nữa nè. Đây là một cái khu ngã ba nha các bạn. Đây là một cái khu ngã ba. Tụi mình sẽ chạy vòng vòng ở cái khu này. Đó, cái khu này cũng khá là tối, vắng lắm. Hồi trước á ở cái khu này nó là nghĩa địa, nhưng mà sau này á, người ta quy hoạch lại và người ta san lấp mặt bằng hết ở chỗ này để mà người ta phân lô ra bán. Nhưng mà mãi đến bây giờ thì cái khu này vẫn chưa bán. Các bạn thấy cỏ mọc không? Đó, đây là cái khu cỏ không. Tuốt ở ngoài kia là mới có nhà, còn ở nguyên cái khu này chả có gì hết. Rồi đi cắm đi. Rồi chạy qua bên kia cắm hai cây bên kia nha. Tân chạy qua đó cắm nha Tân. Rồi, rồi Di đi qua đây. Chạy qua bên đây, qua đây cắm hai bên đó đi. Để đi còn cắm bên kia nữa. Còn Linh đi qua cắm luôn đi Linh. Chưa đèn cày, khoan đốt đèn cày. Ta đưa nhang hết rồi. À. Rồi ok, tụi mình đã cắm nhang xong ở những cái chỗ mà để giới hạn cái trò chơi này. Bây giờ Linh sẽ đốt nhang. Cắm được không Linh? Được, hơi cứng. Đất cứng đi. Khoan đốt đèn cày đi, đổ sữa vô đi, xong rồi mồi thuốc lên luôn. Tắt đèn cày đi, để gió nó. Bỏ tay ra mày. Có sợ ngã thôi, tại nó nhẹ lắm. Ít sữa vô đi. Mua hai bịch, đằng nào uống hết bịch. Vậy nó uống chai. Rồi thuốc đâu? Thuốc đâu? Tài nguyên bịch có nhiêu đó hả? Để ngoài tao hút mày. Về phụ huynh chữa chết. Ừ thôi, các bạn đừng làm thử nha. Này chỉ là tụi mình làm ấy thôi.
Rồi cắm lấy cái cây gì đó cắm vô. Cây này đâu? Này cái cây nhỏ nhỏ xuống đâu ta. Được được rồi. Lấy cây tăm hay cây nhang gì đi nè. Rồi. Cắm xuống. Rồi bây giờ các bạn để ý ha, nếu mà là linh hồn trẻ em thì cái ly sữa này á nó sẽ vơi dần đi, kiểu như là mấy đứa bé nó uống á, còn không á thì cái điếu thuốc kia nó sẽ cháy sáng hơn và nó cháy nhiều hơn. Đó, đây là kẹo. Rồi okay. Đốt giấy tiền. Đốt giấy tiền bằng bạc trước đi. Đốt hết luôn hả? Đốt một mớ không? Đây nhìn cái bao ra. Đây mấy cái ly này cầm cái gì? Cái chùm lá cháy bay. Tự dẹp ra nè. Có quay một thằng đi qua bên kia ấy lại cả. Đang qua ấy đang. Ở cái này đứng ra cái áo luôn rồi. Chuyên bộ được cúng luôn á. Gió bay coi chừng nó bị cháy lan á. Không cháy. Tôi che lại nha mày. Coi chừng nó vô trong cái. Quy. Coi chừng cháy cháy. Không cho nó bay nữa. Tại sao tự nhiên gió lên vậy? Rồi đốt hai cây đèn cây luôn đi. Nóng không coi chừng cháy tay kìa. Gió dữ ta, nãy giờ đâu có gió rồi, gió dữ vậy. Tiếng gì gió lên ba? Đậu phòng, gió không. Thấy bà rồi. Chị gió dữ kìa. Rồi, tụi mình đã đốt đèn cày đồ chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Và bây giờ Linh đọc thần chú đi Linh. Mà Lon ơi Linh chơi với tao. Mà Lon ơi Linh chơi với tao. Mà Lon ơi Linh chơi với tao. Xem rẻ vậy. Tự mày mày để xíu. Mà Lon ơi Linh chơi với tao. Mà Lon ơi Linh chơi với tao. Đây cái ly sữa như nó cái ly sữa như nó giật kìa. Kìa. Đâu? Ủa? Ủa mà nó có dí mình đâu? Cái lon đâu? Nó có dí mình đâu? Chết rồi, mấy thằng kia. Đâu đâu, tụi nó đâu, tụi nó đâu? Ơi ơi ơi. Ôi. Tụi nó đâu rồi, tụi nó rồi. Quay quay quay. Trời, có sao không? Đau á. Coi. Cái lon đâu rồi? Cái lon đâu rồi? Tao đâu biết đâu, mới nó đập cái tao. Trời má đây nè. Ơi. Cái lon nó được. Chạy lên. Để tao. Rồi. Dập. Dập nhanh. Thằng Linh đâu rồi? Cái lon sao rồi? Đạp cái lon, đạp. Mày đạp đi, lẹ lên. Rồi, ha, đá. Ê, đi qua con Di sao rồi mày? Đi. Mấy thằng kia. Đâu đâu, tụi nó đâu? Ơi ơi ơi.
Ôi.